Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Diệp Minh không quan trọng, nói, đối với võ đạo đại năng ta 10 phần tôn kính. Đang khi nói chuyện, Phong Hy thi triển độn pháp, hai người không đến một khắc đồng hồ liền tiến vào Đông Sơn cảnh nội. Đông Sơn cái này địa danh, cổ đã có chi, bởi vì nó ở vào hai tòa dãy núi, Đông Hoa núi cùng Đông Lăng núi ở giữa. Ngoại trừ một cái diện tích không lớn bình nguyên bên ngoài, ngoài ra đều là gò núi. Cho nên, Đông Sơn diện tích mặc dù rất lớn, nhưng nhân khẩu cũng không nhiều. Không ít tà ma ngoại đạo, thế ngoại cao nhân, thích vô cùng tại Đông Sơn định cư, bởi vì hoàn cảnh nơi này an tĩnh, không dễ dàng bị quấy rầy. Quách Ngôi Sao sáng sở dĩ ở tại Đông Sơn, chính là nguyên nhân này. Tiến vào Đông Sơn cảnh nội, hai người bay trên trời mà đi, Diệp Minh trông thấy phía dưới có một cái hình tròn thung lũng, bên trong lít nha lít nhít đều là kiến trúc. Vội vàng kéo một phát Phong Hy, nói, đi trước ta trên phong địa mặc cho, có cái vương gia tên tuổi, làm việc đều thuận tiện chút. Phong Hy gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Thế là hai người đè xuống độn quang, rơi vào một dạng trên đường cái. Đông Sơn Bình Nguyên mặc dù không lớn, có thể là phi thường phồn hoa, Đông Sơn gần 6 thành nhân khẩu ở tại bên trong vùng Bình Nguyên. Bên trên bình nguyên này tòa thành, tên là Trung Nguyên Thành. Trung Nguyên Thành có nhân khẩu 600 triệu, luận quy mô, nó so với bình thường thành trì lớn, gần với ngũ đại đô thành. Đám võ giả đi tới đi lui thường thấy, cho nên hai người xuất hiện, không chút nào dẫn tới những người đi đường chú ý. Trung Nguyên Thành hết sức phồn hoa, đường phố hai bên cửa hàng san sát, trên đường cái càng là người đến người đi, ngựa xe như nước. Diệp Minh đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút Trung Nguyên Thành quan phủ ở nơi nào, chợt thấy một cái tiểu đồng cầm lấy hóa đơn đầy đường chạy. Chú ý, Trung Nguyên Thành lớn nhất một lần đấu giá hội bắt đầu, có tiền đại gia ngàn vạn thanh nắm cơ hội. Đấu giá hội. Diệp Minh lúc này muốn qua một tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết vật phẩm bán đấu giá danh xưng, hắn hơi nhìn thoáng qua, thế mà hiện thiên nhất thần thủy cùng tạo hóa thật thổ danh xưng. Trừ cái đó ra, còn có không ít làm hắn tâm động chân tài. Phải biết, hắn đang tu luyện thân thể hơi khác chi thuật, muốn tạo nên một tòa tiếp dẫn đại trận, vừa lúc cần ba loại tài liệu chủ yếu, tức thiên nhất thần thủy, tạo hóa thần thổ cùng ngũ hành linh kim. Trong đó ngũ hành linh kim đã theo thần điện mua hàng, vẫn còn kém cuối cùng hai thứ này. Thế nào, có vật ngươi cần? Phong Hy hỏi. Diệp Minh gật đầu, tạo hóa thật thổ cùng thiên nhất thần thủy, không biết giá cả như thế nào. Phong Hy, ngươi so ta còn có tiền, mua chúng nó hẳn không phải là vấn đề. Cái này đấu giá hội giống như ngày mai mới tiến hành, ngươi vẫn là đi trước tiền nhiệm. Vương tiền nhiệm cần đi trước quan phủ tạo sách, về sau còn muốn tiến hành kiến tạo vương phủ, quyền quản hạt giao tiếp chờ một loạt sự tình, làm có chút phiền toái. Bất quá cũng không có cách, Diệp Minh nhất định phải từng bước một đi hết chương trình. Trung Nguyên Thành quan phủ ở vào thành Tây, đó là một mảng lớn sân nhỏ. Đại viện trước, có một đám người bị các binh sĩ vây quanh, không ít người xanh xao vàng vọt, cũng không ít già yếu tàn tật ở bên trong. Nhìn ra được, những người này hẳn là các nơi chạy nạn tới lưu dân. Gần nhất ngũ hành thần triều mặc dù thống nhất thiên hạ, nhưng mà không ít lớn nhỏ thế lực vẫn như cũ tranh đấu không ngớt, tạo thành phá hoại cực lớn, khiến cho hàng loạt bách tính trôi giạt khắp nơi, trở thành lưu dân. Diệp Minh mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy Chu Hạo cùng Hương Hương thế mà liền ẩn náu trong đó. Hai người đều cúi đầu, không nhìn thấy Diệp Minh. Hắn trong lòng hơi động, Chu Hạo nguyên bản tại Yến quận làm quan. Đoạn thời gian trước Thiên Nguyên đại loạn, hắn chắc là chạy nạn đến đây. Nghĩ đến đây, hắn dừng lại bước chân, cao giọng nói, "Tiểu Hạo." Chu Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Minh lúc, vừa mừng vừa sợ, đứng dậy liền muốn tới đón. Đúng lúc này, một tên trông coi binh sĩ mắng, ngồi xuống. Đang khi nói chuyện, một cước liền đạp hướng Chu Hạo. Chu Hạo trước đó một mực ẩn nhẫn, có thể gặp được Diệp Minh, chỗ nào lễ tạ thần nhẫn, sau đó đẩy một cái, binh sĩ kia liền bay đến một bên, trùng điệp đập xuống đất. Hắn lúc này lôi kéo Hương Hương, chạy như bay đến Diệp Minh trước mặt. "Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chu Hạo vui vẻ hỏi. Diệp Minh nói, "Ta là tới đi nhậm chức." "Đi nhậm chức?" Chu Hạo không hiểu, "Ngươi làm quan?" Lúc này, mắt thấy binh lính của mình bị đánh đảo, dẫn đầu sĩ quan giận dữ, lúc này quát, "Ngươi tới a, cho ta đem này chút hỗn trướng bắt lại." Binh lính chung quanh lập tức nắm Diệp Minh một nhóm người vây lại, từng cái mặt lộ vẻ hung sắc. Sĩ quan kia nghiêm nghị nói, "Một đám dân đen, các ngươi muốn tạo phản hay sao?
biết đây là địa phương nào sao? Diệp Minh không nói hai lời, lộ ra hắn vương gia lệnh bài, lạnh lùng nói, mắt mù cẩu vật, nhận ra cái này sao? Bây giờ thiên hạ đều thuộc ngũ hành thần triều. Mà Diệp Minh trên lệnh bài có rõ ràng ngũ hành thần triều đánh dấu, đối phương như thế nào biết? Đặc biệt là ở giữa cái kia thật to vương chữ, nhìn đến sĩ quan trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Ngài, ngài là vương gia? Hắn lắp bắp hỏi. Diệp Minh tầng tầng hừ một cái, ta chính là đại đế tân nhiệm mệnh Đông Sơn Vương, hôm nay tới đây tiền nhiệm, còn không lui xuống. Những binh lính này nào dám không tin, dồn dập thối lui, cũng quỳ gối hai bên, thân thể đều đang run lên. Động tĩnh bên ngoài, tựa hồ kinh động đến trong quan phủ người, một cái băng lãnh thanh âm vang lên, là ai tại bên ngoài tranh luận ầm ĩ, muốn chết phải không? Diệp Minh vặn lông mày, hắn tiếng nói không nhỏ, bên trong cao thủ hẳn là có thể nghe được. Nếu biết thân phận của hắn, còn dám như thế hô to gọi nhỏ, không hề có ý tôn trọng, xem ra này tiền nhiệm hành trình sẽ không quá thuận lợi. Một tên dáng người khôi ngô, ăn mặc màu xanh kém phục người trung niên đi tới, khí thế hết sức thịnh. Diệp Minh cảm ứng một thoáng, đối phương là một tên tư cách rất lão võ thần. Như thế nhường Diệp Minh 10 phần giật mình, phải biết, từ trước đều có 100 triệu võ thánh 1 tỷ võ thần lời giải thích. Nói cách khác, mỗi một ức cá nhân bên trong cũng là ra một vị võ thánh, mà mỗi 1 tỷ cá nhân bên trong mới có thể ra một vị võ thần. Toàn bộ Trung Nguyên thành mới 600 triệu người, trên lý luận rất khó ra một vị võ thần. Người này dùng võ thần tôn sư, thế mà tại trong quan phủ làm một cái nho nhỏ quan sai, quả thực làm người kỳ lạ. Cái kia võ thần quan sai ra tới lúc, trong mắt ngậm lấy sát cơ. Bất quá, khi hắn thấy Phong Hy lúc, thân thể rõ ràng siết chặt, vô ý thức thối lui một bước. Thân là võ thần, hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được Phong Hy khủng bố, vốn có một chút đối phó Diệp Minh ý nghĩ lập tức liền nuốt về trong bụng. Ngươi là ai? Đối phương khẩu khí cũng không có như vậy vọt lên, mà là lãnh đạm hỏi Diệp Minh. Diệp Minh không có trả lời, đối Chu Hạo nói, theo ta đi. Sau đó kéo một phát Phong Hy, quay đầu liền đi. Đối phương cũng không có ngăn cản, nhìn xem bốn người đi xa, hắn trầm mặc một lát, nhanh chóng trở về trong phủ. Đi đến chỗ không có người, Diệp Minh cầm chút tiền, nhưng Chu Hạo Hương Hương đi một cái khách sạn ở tạm, chờ lấy hắn, sau đó lại thương lượng với Phong Hy. Phong Hy kỳ quái hỏi, tại sao phải đi, ngươi không phải muốn tiền nhiệm sao? Diệp Minh sờ lên cằm, một mặt vẻ trầm tư, nói, sự tình hôm nay không bình thường. Đối phương biết rõ ta là tiền nhiệm vương gia, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng, trong này định có vấn đề. Chứ không vội vã tiền nhiệm, hỏi thăm một chút này trong quan phủ là ai lại nói. Mong muốn nghe ngóng nơi đó tình huống, thích hợp nhất địa phương liền là quán trà hoặc là quán rượu. Bất quá Diệp Minh cũng không có cái kia nhàn công phu, hắn trực tiếp tìm tới một nhà tử lâu ông chủ. Không nói hai lời liền nện cho đối phương 100 thần linh tệ, sau đó hỏi, ông chủ, ta nghe ngóng một số chuyện, có được hay không? Lão bản kia đầu tiên là sững sờ, sau đó trông mong gật đầu, số tiền này đầy đủ hắn nửa vầng trăng buôn bán ngạch. Liên thanh nói, thuận tiện, ngài muốn nghe được cái gì? Ta muốn biết, này Trung Nguyên Thành là ai tại quản lý? Diệp Minh hỏi. Lão bản nói, đương nhiên là Tử Sam Hầu đại nhân. Tử Sam Hầu? Diệp Minh híp mắt lại, nguyên lai này Đông Sơn không ngờ phong cho một vị hầu gia. Ông chủ gật đầu, thời gian rất lâu, sớm tại 300 năm trước, Đông Sơn liền bị phong cho Tử Sam Hầu. 300 năm trước, ngũ hành thần triều trùng kiến về sau, hắn như trước vẫn là hầu gia. Địa vị kiên cố như vậy, chẳng lẽ hắn trong triều có người? Diệp Minh hỏi. Ông chủ thấp giọng, khách quan có chỗ không biết, cái kia Tử Sam Hầu thật không đơn giản, lúc trước liền Thanh Long đại đế đều kiêng kỵ hắn. Ta nghe nói tân nhiệm ngũ hành đại đế từng phái người đến đây tru diệt Tử Sam Hầu, có thể kết quả lại là... Diệp Minh lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ tru diệt không thành công? Cái kia Tử Sam Hầu lại lợi hại như vậy? Ông chủ, đâu chỉ lợi hại, nghe nói tới 10 vị thần linh, ở trong còn có trường sinh đại năng, làm càn làm bậy không có một cái sống sót trở về. Nghe nói cái kia Tử Sam Hầu thực lực khủng bố, có được trường sinh lục cảnh thực lực. Diệp Minh ngạc nhiên nói, trường sinh lục cảnh, loại tu vi này hoàn toàn có khả năng tọa trấn thần thổ, hắn thế mà an tâm ở đây làm một cái tiểu hầu gia, vì cái gì? Hết thảy đều là nghe đồn mà thôi, đến mức nguyên nhân cụ thể tiểu nhân cũng không biết. Ông chủ nhún vai. Đánh sau khi nghe xong, Phong Hy nói, Diệp Minh, may nhờ ngươi tra ra đối phương nội tình, nếu là lỗ mãng trước liền lên mặc cho, cái kia Tử Sam Hầu nhất định gây bất lợi cho ngươi. Như hắn thật là trường sinh lục cảnh,
liền ta đều bảo hộ không được ngươi. Diệp Minh sờ lên cằm, nói, kỳ quái, Đông Sơn thật có tốt như vậy, có thể làm cho một vị trường sinh lục cảnh đại năng ở đây định cư 300 năm. Trong này nhất định có bí ẩn không muốn người biết. Ngươi có tính toán gì? Còn muốn hay không tiền nhiệm? Phong Hy hỏi. Diệp Minh lắc đầu, được rồi, ta đối này Đông Sơn Vương ban đầu liền không có nhiều hứng thú. Mà lại cái kia thần chủ không có ý tốt, hắn phong ta làm Đông Sơn Vương, nhưng thật ra là vì mượn Tử Sam Hầu tay diệt trừ ta. Lão già chết tiệt này chứng, ta sớm muộn giết chết hắn. Đây là thần chủ một hòn đá ném hai chim kế sách, một phần vạn Tử Sam Hầu thật giết chết ngươi, Bất Hủ Thần Điện nhất định sẽ không chịu để yên, cuối cùng sẽ tìm đến Tử Sam Hầu báo thù. Phong Hy nói, người thần chủ này, thật giỏi tính toán. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, tính toán của hắn lại sâu, ta không mắc mưu cũng không tốt. Ta mặc dù sẽ không lên mặc cho, nhưng cái này Tử Sam Hầu ta lại muốn gặp một lần. Phong Hy, ngươi lại theo ta đi một chuyến. Còn muốn đi? Phong Hy có chút kỳ lạ, ngươi liền không sợ hắn ra tay với ngươi. Ra tay với ta? Sẽ không, bởi vì ta là dùng Bất Hủ Thần Điện truyền nhân thân phận đi tới, chúng ta không oán không cừu, ai sẽ tùy tiện đắc tội thần thổ đây? Diệp Minh cười nói. Làm hai người lại lần nữa xuất hiện tại hầu phủ trước đó, Diệp Minh trực tiếp đi vào cửa phủ trước. Người giữ cửa còn nhận ra Diệp Minh, nhất thời liền khẩn trương lên, hỏi, ngươi là ai? Diệp Minh cười nói cho ngươi nhà hầu ra, liền nói Bất Hủ Thần Điện Diệp Minh đến đây bái phỏng. Cái gì? Ngươi là Diệp Minh? Ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Minh tại trong tỉ thí quét ngang chư thế lực lớn thiên tài tin tức, sớm đã truyền khắp thiên nguyên. Hết thảy là có chút kiến thức, cơ hồ đều biết uy danh của hắn. Cái này nho nhỏ người giữ cửa cũng không ngoại lệ. Diệp Minh gật đầu, chính là tại hạ, thỉnh cầu thông báo Tử Sam Hầu. Người kia liên tục gật đầu, cuống quýt, đúng, tiểu nhân cái này thông báo, thỉnh Diệp Tôn chờ một lát. Diệp Minh thân là Võ Tôn, họ Diệp, nay đối với Phương dùng kính gọi hắn là Diệp Tôn. Không nói Diệp Minh là đại thiên tài, tiềm lực vô tận, chỉ là hắn một cái thần thổ truyền nhân thân phận, liền có tư cách gặp mặt Tử Sam Tu. Người giữ cửa cũng là nhân tinh, liền tiền trà nước đều không muốn, lập tức liền trông mong đi thông báo. Không một lát, người kia mang theo một vị võ thần đến đây, chính là trước đó vị kia võ thần. Đối phương ngang Diệp Minh liếc mắt, tức giận nói, lại là ngươi. Diệp Minh mỉm cười, thần điện Diệp Minh, đến đây bái phỏng hầu gia. Võ thần sai người hừ một tiếng, nói, đi theo ta. Hai người theo cái kia võ thần xuyên qua tầng tầng cung điện, cuối cùng đi đến một tòa tiểu hoa viên. Tại trong hoa viên, xây dựng một tòa nho nhỏ phòng khách, trong phòng khách đang có một vị thanh niên nam tử vị đàn. Tiếng đàn thê lương bi tráng, người nghe về sau, tâm tình vì đó trầm trọng. Đánh đàn nam tử hình dáng tướng mạo tài hoa sáng sủa, khí thế như đại địa trầm ổn, như là một ngọn núi lớn ngưng trọng. Liền Phong Hy đều không dám coi thường, âm thầm điều chỉnh khí tức, chăm chuẩn bị nghênh đón công kích của đối phương. Cái kia võ thần nắm hai người đưa đến trước mặt, một câu không nói, liền khom người lui xuống. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Thanh niên người hai tay đặt tại đàn trên dây, tiếng đàn lập dừng mỉm cười nhìn về phía hai người. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Diệp Minh lặp lại một lần, cảm thấy lời này rất quen thuộc, liền nói, lời này tựa hồ là nho gia người nói, hầu gia là nho môn truyền nhân. Đó cũng không phải, ta đi qua một chỗ, ở nơi đó đọc qua không ít sách. Thanh niên người cười nói, sau đó hỏi, hai người đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Minh cười nói, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ Bất Hủ Thần Điện Diệp Minh, này một vị là Nguyên Thanh Long Hoàng Triều trưởng công chúa Phong Hy. Chúng ta nghe qua Tử Sam Hầu đại danh, vừa vặn hôm nay đi ngang qua quý điện, lúc trước tới tiếp, thấy vương gia phong thái. Thanh niên người chính là Tử Sam Hầu, hắn mỉm cười, Diệp tiểu huynh đệ đại danh, ta đã là như sấm bên tai. Thiên hạ quần anh hội tụ, ngươi lại có giết bại tất cả mọi người, ghê gớm. Diệp Minh, hầu gia quá khen. Hầu gia có thể làm cho thần chủ đều ăn thiệt thòi, mới là thật ghê gớm. Tử Sam Hầu ha ha cười một tiếng, xem ra ngươi đã hiểu qua ta. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Phong Hy. Không nghĩ tới Thanh Long Hoàng Triều lại có ngươi bực này cao nhân, trường sinh ngũ cảnh. Ngươi bản tôn chắc hẳn càng cường đại A. Đối phương nhãn lực cực cao, liếc mắt nhìn ra Phong Hy thực lực cùng thân phận. Phong Hy thản nhiên nói, Tử Sam Hầu quá khen, cùng ngài so sánh, ta xa kém xa. Khách khí, Tử Sam Hầu cười một tiếng, dẫn tay thỉnh hai người ngồi xuống. Hai người vào chỗ, Diệp Minh nói, nguyên bản ta là muốn tới Đông Sơn tiền nhiệm,
cái kia thần chủ phong ta làm nơi đây Đông Sơn Vương. Nhưng ta người đến nơi này mới biết được, sớm có hầu gia ngài tại. Như thế xem ra, cái này căn bản là hắn kế mượn đao giết người. Như vậy, ngươi là có hay không còn muốn làm chủ Sơn Vương đâu? Tử Sam Hầu cười hỏi. Diệp Minh lắc đầu, ta đối Đông Sơn Vương không có chút nào hứng thú, cũng là có thể đem chức vị này đưa cho ngươi. Bởi vì ngũ hành thần triều pháp điển bên trên quy định, vương tước là có thể thiền tặng cho người khác. Tử Sam Hầu thực lực bầy, làm một cái hầu gia quá khuất tài, không bằng liền làm chủ Sơn Vương. Tử Sam Hầu thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Diệp Minh sẽ làm như vậy, dù sao một địa chi vương, đây chính là vinh dự cực lớn quyền thế. Đặc biệt là, Diệp Minh chẳng qua là một cái võ tôn mà thôi, lẽ ra nên cự tuyệt cái này dạng này hấp dẫn. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ha ha cười to, nói, rượu, rượu. Diệp tiểu đệ tuổi không lớn lắm, có thể làm người làm việc 10 phần lão đạo, không thể không nói, ta hết sức thích ngươi kiến nghị. Diệp Minh nói, mượn hoa hiến Phật mà thôi, hy vọng có thể đưa chức hầu gia vị bằng hữu này. Tử Sam Hầu, ta đây liền không khách khí, ngươi người bạn này, ta cũng giao định. Nói thật ra, ta đối cái gì hầu tước, vương tước hứng thú không lớn, nhưng Tử Sam Hầu cái danh xưng này ta không thích, đó là lão Thanh Long đại đế ban tên cho, quá nương khí. Bất quá này Đông Sơn Vương đảo vừa ý, ta sau này sẽ là Đông Sơn Vương. Diệp Minh, ta đây về sau liền gọi ngươi vương ra. Tử Sam Hầu, hoặc là nói Đông Sơn Vương lại là một hồi ha ha cười to, nói, cái gì vương gia hầu gia, ta họ Thẩm, tên Nguyên Nhất. Ngươi nếu không chê, về sau liền gọi ta Thẩm đại ca. Diệp Minh cười nói, vậy tiểu đệ liền không khách khí, Thẩm đại ca. Thẩm Nguyên một là tính cách người sảng khoái, lúc này dẫn Diệp Minh cùng Phong Hy đi vào yến khách chỗ, một tòa rộng rãi xưa cũ phòng ở. Hắn sai người dâng lên rượu trái cây, đều làm cực phẩm nhân gian, khẩu vị rất tốt. Hai bên một bên uống một bên đàm, không mảnh liền đối lẫn nhau bình sinh có cơ bản hiểu rõ. Theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Thẩm Nguyên một đúng là vị trường sinh lục cảnh đại năng. Hắn từng tại Thanh Long Hoàng Triều đảm nhiệm qua tể tướng, sau này bỏ tướng vị, tới chỗ bị lừa rồi một cái hầu ra, mà lại một đợi liền là 300 năm. Mà đang nghe qua Diệp Minh trải qua, Thẩm Nguyên một giơ ngón tay cái lên, lão đệ trải qua thật vô cùng truyền kỳ, ngay cả ta cũng bắt đầu bội phục người. Phong Hy nói, Thẩm huynh mới là truyền kỳ nhân, để đó tể tướng không làm, thế mà chạy đến Đông Sơn này loại cùng sơn vùng đất hoang làm hầu ra. Nàng lời này là muốn dẫn xuất Diệp Minh muốn hỏi vấn đề. Quả nhiên, Diệp Minh cũng nói, đúng vậy a, Thẩm đại ca làm như thế, chẳng lẽ có đặc biệt nguyên nhân khác? Thẩm Nguyên xem xét hai người liếc mắt, thật lâu không nói chuyện. Diệp Minh cười nói, nếu như không tiện nói, quên đi. Đến, Thẩm đại ca, cạn ly. Thẩm Nguyên một lại ngưng chén bất động, hắn nhìn xem Diệp Minh, nói, chuyện này ta chưa bao giờ hướng người thứ hai nói qua, bao quát bên cạnh ta thân mật nhất người. Lão đệ, ta có khả năng nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói cho ngoài ta ngươi người thứ ba. Diệp Minh ngạc nhiên nói, Phong Hy cũng không thể biết. Thẩm Nguyên lay động đầu, không thể, bởi vì nàng không có tư cách đi tới. Mà lão đệ ngươi, là có tư cách đi cái chỗ kia. Phong Hy cũng không tức giận, cười nói, nếu như thế, ta đây tránh một chút. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, trong đại điện chỉ còn thừa lại Diệp Minh cùng Thẩm Nguyên một, người trước hết sức ngạc nhiên, liền vội hỏi, Thẩm đại ca, ngươi nói cái chỗ kia ở nơi nào? Đáng giá ngươi thần bí như vậy. Thẩm Nguyên một không có trả lời, mà là hỏi, lão đệ đối với vũ trụ huyền bí, có thể hiểu bao nhiêu? Diệp Minh suy nghĩ một chút, vũ trụ trung ương là tổ nguyên đại lục, bên ngoài là vô tận tinh hải, ta biết liền là nhiều như vậy. Thẩm Nguyên lay động đầu, cũng không phải. Chân chính vũ trụ so này phải lớn hơn nhiều, chúng ta chỗ chẳng qua là một cái trong đó vĩ độ. Toàn bộ vũ trụ do vô số vĩ độ cấu thành, bất quá tại tuyệt đại đa số vĩ độ cũng không có sinh linh tồn tại, thậm chí vô phương là sinh linh cảm giác đến. Chỉ có số rất ít vĩ độ tồn tại sinh linh, tỉ như chúng ta sinh tồn tổ nguyên đại lục vĩ độ. Diệp Minh rất đỗi rung động, thế mà có nhiều như vậy vĩ độ, cái kia vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa có phải hay không có chia cao thấp? Đương nhiên là có. Cao cấp vĩ độ chỉ có cao cấp sinh mệnh hình dáng mới có thể sinh tồn. Tỉ như thiên thần, chân thần, chủ thần các loại, bọn hắn cơ hồ đều sinh tồn ở cao cấp vĩ độ bên trong. Chúng ta chỗ sinh hoạt cái này vĩ độ chẳng qua là một cái cấp thấp vĩ độ mà thôi. Thẩm Nguyên một nói, dĩ nhiên, đây không phải nói thấp vĩ độ liền không trọng yếu. Trên thực tế, cao chiều không gian là dựa vào thấp vĩ độ mà tồn tại. Cái này giống cao lầu một dạng, cao tầng là muốn xây ở tầng dưới phía trên.
tầng dưới chót kiến trúc nếu là không có, cao tầng kiến trúc cũng là không còn tồn tại. Đồng dạng đạo lý, không có cấp thấp vĩ độ, cao cấp vĩ độ cũng là khâu trung lâu các, sẽ không trường tồn. Diệp Minh nói như vậy, chúng ta cái này vĩ độ đại năng, một khi tu vi đến chủ thần về sau, liền sẽ tiến vào cao cấp vĩ độ bên trong sinh tồn. Đảo cũng chưa chắc, bọn hắn có khả năng lựa chọn đi tới, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Thẩm Nguyên một nói, bất quá nói như vậy, cao chiều không gian thích hợp hắn hơn nhóm sinh tồn và tu luyện. Diệp Minh thở dài, thật sự là thêm kiến thức. Xem ra chỉ có tu hành đến cấp bậc kia mới có thể thực sự hiểu rõ vũ trụ à. Không sai, ta cho ngươi biết này chút, chính là muốn nhờ ngươi biết một cái đặc biệt vĩ độ. Thẩm Nguyên một đạo. Đặc biệt vĩ độ, liền là trước đó ngươi nói cái chỗ kia. Diệp Minh hứng thú, Thẩm đại ca đi qua chưa? Thẩm Nguyên gật đầu một cái, đúng vậy, ta đi qua. Cái chỗ kia người tu hành rất ít, nhân loại số lượng càng ít. Nhưng chính là một chỗ như vậy, lại là rất nhiều nhân loại văn minh khởi nguyên chi địa, chúng ta xưng là nhân tộc cố thổ. Tỷ như ngươi biết tiên đạo văn minh, Phật đạo văn minh, thậm chí thần đạo văn minh đều nguồn gốc từ nơi đó. Diệp Minh giật nảy cả mình, cái gì? Lại có một chỗ như vậy. Có thể theo ta được biết, tiên đạo văn minh chờ cao cấp văn minh, không phải đều khởi nguyên từ tổ nguyên đại lục sao? Thẩm Nguyên chợt nhẹ nhẹ lay động đầu, cũng không phải là như thế. Nhân loại văn minh khởi nguyên cũng không phải tổ nguyên đại lục, bởi vì tổ nguyên đại lục cũng không phải là nhân loại chúng ta cố thổ. Tại ban đầu thời điểm, nơi này cũng không có nhân loại tồn tại. Diệp Minh sững sờ, không có nhân loại. Nhưng ta nghe người ta nói đến qua, nhân loại là theo linh viên tu luyện mà đến, mà lại đã từng có một cái gọi là Đại La Viên Vương tổ tiên, không phải sao? Thẩm Nguyên lạnh lẽo cười, do linh viên tới. Ngươi là nghe ai nói? Diệp Minh cười khan một tiếng, Thiên Nguyên Cửu Yêu bên trong Cáp Lão Tam nói cho ta biết. Thẩm Nguyên một phi một tiếng, bất quá là một đầu không kiến thức thối cóc, nó có thể biết cái gì? Bất quá loại thuyết pháp này đúng là trong nhân loại lưu hành, nhưng ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, nói vậy pháp hoàn toàn sai lầm. Diệp Minh thân thể chấn động, hắn kỳ thật đối với nhân loại khởi nguyên từ linh viên nói chuyện có một chút gạt bỏ, dù sao vượn loại là cầm thú hàng ngũ, sao có thể cùng người so sánh. Vội vàng liền hỏi, Thẩm đại ca, nhân tộc đến cùng là như thế nào xuất hiện tại tổ nguyên đại lục bên trên? Thẩm Nguyên một đạo, tình hình thực tế là như vậy, lúc trước theo nhân tộc trốn cũ đi ra một đám cường giả, bọn hắn chính là thứ một nhóm tiến vào tổ nguyên đại lục người. Là một cái mới xuất hiện đồng thời đối hết thảy thế lực xa lạ tộc loại, bọn hắn gặp được rất nhiều địch nhân cùng. Bất quá, bởi vì bọn họ từng trợ giúp qua linh viên nhất tộc, dẫn đến quan hệ của song phương 10 phần hữu hảo. Ước chừng bởi vì cái này nguyên nhân, mới có người hiểu lầm người là do vượn biến hóa mà đến đi. Diệp Minh hỏi, đám người kia là như thế nào tìm tới tổ nguyên đại lục? Bọn hắn thực lực rất mạnh sao? Thẩm Nguyên gật đầu một cái, rất mạnh, mạnh phi thường. Ngươi biết nhân tổ sao? Hắn liền là đám người kia bên trong một vị. Thậm chí nhân tổ truyền nhân, cũng chính là hậu thế Tam Hoàng, cũng tới từ nhóm người kia.